Theo lịch, Barcelona sẽ gặp Porto ở lượt thứ 5 của bảng H. Trận đấu diễn ra vào 3 giờ rạng sáng mai. Đây là trận đấu quan trọng với cả Barcelona và Porto, bởi nhiều khả năng đội thắng sẽ giành vé vào knockout với tư cách đầu bảng. Trong cuộc họp báo trước trận, João Cancelo cho rằng đây giống như một trận chung kết. Một trong những sự kiện người hâm mộ Barcelona quan tâm nhất trước giờ bóng lăn là Ter Stegen có thi đấu hay không. Như đã biết, vì chấn thương lưng ở loạt trận quốc tế vừa qua, nên thủ môn này phải rút khỏi đội tuyển Đức. Ngoài ra, Ter Stegen còn bỏ lỡ trận đấu với Rayo Vallecano vào cuối tuần qua. Theo AS, vì tính chất quan trọng của trận gặp Porto, nên Ter Stegen đang cân nhắc sẽ tiêm thuốc giảm đầu để ra sân. Trong hôm nay, các bác sĩ của Barcelona sẽ kiểm tra cho Ter Stegen để đánh giá tình hình một lần nữa. Nếu Ter Stegen không thể ra sân, Xavi sẽ trao cơ hội bắt chính cho Peña. Trong trận hòa Rayo Vallecano, thủ môn người Tây Ban Nha đã đảm nhận khá tốt vai trò người gác đền thay cho Ter Stegen. Trong trận Al Nassr gặp Persepolis tại AFC Champions League, Ronaldo đã đá chính. Tuy nhiên, tiền đạo người Bồ Đào Nha phải rời sân theo một cách không mong muốn ở phút 78. Anh buộc phải rời sân vì chấn thương sau pha va chạm với thủ môn Beranvan. Ít phút trước khi nhường chỗ cho Mohamed Maran, Ronaldo đã bị thủ thành Beranvan ngã đè lên cổ. Đáng chú ý, khi rời sân thay người, Ronaldo đã chạy thẳng vào phòng thay đồ cùng với các bác sĩ của Al Nassr. Động thái của chân sút 38 tuổi đang khiến cho người hâm mộ rất lo lắng. Trả lời câu hỏi về chấn thương của Ronaldo sau trận đấu, huấn luyện viên Luis Castro cho biết: "Các bác sĩ đang kiểm tra rất kỹ lưỡng cho cậu ấy. Đây không phải là một điều dễ dàng. Nếu như Chúa muốn, các bác sĩ sẽ hoàn thành việc điều trị để cậu ấy sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo." Theo thông tin ban đầu, tình trạng của Ronaldo không đáng lo ngại. Dù vậy, huyền thoại người Bồ Đào Nha cần phải được kiểm tra thêm vào ngày hôm nay để xác định rõ mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Cách đây vài ngày rộ lên tin đồn Real Madrid muốn chiêu mộ Timo Werner. Dù vậy, đội bóng của Tây Ban Nha không phải là đội duy nhất muốn có được chữ ký của tiền đạo người Đức. Ở diễn biến mới nhất, Man United cho biết cũng sẽ gia nhập cuộc đua này. Theo Sky Đức, Man United chưa đưa ra bất cứ lời đề nghị nào, nhưng đang theo dõi rất sát sao tình hình của chân sút này tại Leipzig. Werner đang không hài lòng với vị trí của mình tại Red Bull Arena. Anh chỉ là sự lựa chọn thứ tư trên hàng công sau Openda, Sesko và Poulsen. Do đó, Werner đã đề đạt nguyện vọng được ra đi với ban lãnh đạo Leipzig để được ra sân nhiều hơn, nhằm giữ một suất tại đội tuyển Đức tại kỳ Euro năm sau. Cùng lúc đó, truyền thông Anh đưa tin, Man United muốn chiêu mộ một tiền đạo giàu kinh nghiệm để chia lửa cùng Højlund. Nhiều khả năng Man United sẽ bắt đầu cuộc đàm phán với Leipzig trong kỳ chủ nhiệm mùa đông tới. Timo Werner hiện đang được Transfermarkt định giá 20 triệu euro. Vào chủ nhật, Kobbie Mainoo đã có trận ra mắt chính thức cho Man United trong chiến thắng trước Everton. Tiền vệ 18 tuổi thể hiện màn trình diễn ấn tượng trước khi bị thay ra ở phút 72. Kobbie Mainoo sinh ra và lớn lên tại thành phố Manchester và đã khoác áo đội U17, U18 và U19 Anh. Tiền vệ trẻ này vẫn đủ điều kiện để chơi cho đội tuyển quốc gia Ghana vì vẫn chưa khoác áo đội tuyển quốc gia Anh một lần nào. Tuy nhiên, theo Sport Mail, FA đang rất tự tin vào việc Kobbie Mainoo sẽ chọn công hiến cho đội tuyển Anh và không có lý do gì để khoác áo đội tuyển Ghana. Mainoo đặc biệt gây ấn tượng khi thi đấu cho các đội trẻ của Anh, không chỉ bằng năng lực mà còn cả thái độ tập luyện. Mainoo được mô tả là siêu chuyên nghiệp, tập trung và không sao nhãng một phút nào. Vì vậy, nhiều người tin rằng Kobbie Mainoo xứng đáng được gọi lên đội U21 Anh trước khi được trao cơ hội tại đội tuyển quốc gia. Kevin De Bruyne đang được cho là tiến những bước dài để gia nhập bóng đá Ả Rập Xê Út sau khi vị thế của Man City bị ảnh hưởng. Chấn thương của De Bruyne hầu như không có đóng góp gì cho Man City trong giai đoạn đầu mùa này. Điều này khiến quá trình gia hạn hợp đồng giữa hai bên không tiến triển. Man City cũng đã sớm tìm ra giải pháp thay thế De Bruyne. Theo những nguồn tin từ Anh, De Bruyne đã đồng ý sơ bộ với quỹ đầu tư công Ả Rập Xê Út. Nếu không có gì bất ngờ, tiền vệ người Bỉ có thể ký hợp đồng với một trong bốn câu lạc bộ mà quỹ đầu tư này đang nắm 75% cổ phần, bao gồm Al Hilal, Al Nassr, Al Ahly hoặc Al Ittihad. Cả bốn đội hiện đang chiếm bốn vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng Saudi Pro League. Những nguồn tin thân De Bruyne cho biết, tiền vệ 32 tuổi đang xem xét việc lựa chọn gia nhập Al Nassr. Man United vẫn đang tìm kiếm một trung vệ cho tương lai nhằm thay thế Raphael Varane, trong khi lão tướng Jordi Alba chỉ là phương án ngắn hạn. Lúc này, Varane cũng đang muốn rời Man United. Trung vệ người Pháp được cho là có mối bất đồng với Erik ten Hag và sẵn sàng ra đi vào tháng 1. Theo Florian Plettenberg, Antonio Silva của Benfica đang là người đứng đầu danh sách những trung vệ mong muốn của Man United. Cầu thủ 20 tuổi này đã có 60 lần ra sân cho đội một Benfica kể từ khi ra mắt vào năm 2022. Bên cạnh đó, Silva cũng đã ra sân 17 lần trong mùa này và có được một bàn thắng. Hợp đồng hiện tại
của Antonio Silva và Benfica, còn thời hạn đến năm 2027, kèm điều khoản giải phóng lên đến 85 triệu bảng. Câu lạc bộ của Bồ Đào Nha đương nhiên không muốn bán trung vệ của mình. Vì thế, nếu muốn có được Antonio Silva, Man United sẽ phải chi tiền mua lại hợp đồng của anh. Theo tiết lộ từ The Athletic, tập đoàn Ineos có hai phương án dành cho Mason Greenwood là bán tiền đạo này Đức hoặc đưa anh trở lại đội 1. Trong đó, việc để Mason Greenwood ở lại Old Trafford được xem là một quyết định gây sốc của Ineos. Nguồn tin trên cho biết, mặc dù tương lai của anh ta khó có thể lọt vào tầm ngắm của Ineos trong quá trình đàm phán với nhà Glazer trong việc mua lại cổ phần, nhưng điều đó sẽ trở thành vấn đề của họ khi nắm quyền kiểm soát phần bóng đá của đội bóng dự kiến sẽ sớm được đưa ra. Điều dễ dàng nhất mà Ineos có thể làm là tiếp tục để cho một con đường sự nghiệp của Greenwood rời xa Old Trafford. Với việc Man United thay đổi quyết định trước đó của mình và để Mason Greenwood rời đi, sẽ là một cú sốc nếu như Ineos tiếp tục đảo ngược quá trình này. Các lựa chọn sẽ bao gồm việc bán Đức Greenwood hoặc tái hòa nhập cậu ấy vào đội 1. Hợp đồng của Greenwood có thời hạn đến năm 2025, với tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Man United có thể gia hạn để bảo vệ hoặc nâng cao giá trị của Greenwood, nhưng có thể điều đó sẽ gây ra những phản ứng không mong muốn.